Hello anh em nhé, xin chào anh em đến con game bài hôm nay anh em. Số vốn của mình hôm nay là 13M anh em ạ. Mình sẽ vào chơi con game gì đây anh em? Nhiều con game để biết chơi con game gì luôn anh em. Mình sẽ vào chơi con game nổ phá băng trên vận may đến đâu anh em. Bắt đầu mình vào game luôn anh em nhé. Quay hên hên ăn cái đéo con gì để nói luôn đấy. Quả đầu tiên nào. Quả đầu tiên là 4M luôn anh em kìa. Vãi đạn luôn. Thôi đầu xuôi đưa lọt anh em. Ok. Ok, vẫn còn nhảy anh em nhé. Quay cái này nó hên xuôi mà anh em. Quay cái này đỏ thì đéo con gì để nói luôn đấy. Vãi đạn kìa. Đéo thích thật luôn đấy. Mẹ vào cái này mà căn giờ mà vào thì mẹ chính xác cái đéo con gì để nói luôn anh em ạ. Mà cái này thì mẹ nó lên xuống nó nhanh lắm anh em. Có đéo tính được đâu anh em ạ. Quay cái này thì mẹ nó hên xui mà. Đỏ đéo con gì để nói mà. Đen đen thì mẹ mấy quả. Quay đàn kìa anh em. Điệt mẹ màn cử. Quay 5 lượt mà địt mẹ 3 lượt thắng lớn luôn. Đéo thì mình thể đéo tin được luôn anh em. Quay như vậy đéo thể vào đéo thế nào là tin được luôn. Quay này vào cái giờ cũng hên xui mà anh em. Đấy. Ok. Vẫn có lượt miễn phí là ngon này anh em ạ. Bao nhiêu lượt nào? 15 lượt anh em ạ. Quá tuyệt vời này. 15 lượt đéo biết được cái gì không nhá. Ok, tầm 6 đầu tiên này anh em ạ. Ok, mẹ có ăn là được anh em ạ. Miễn phí đéo cần ăn nhiều đâu, miễn phí thì mẹ nên ăn còn những hai tầm 2-3M quá ngon rồi. Đây bao nhiêu? Ok, 24 luôn anh em ạ. Quay coi ít quả đéo được nghỉ luôn đấy. Đánh với mình đéo bao nhiêu tham đâu anh em. Anh em mệt mẹ mới ăn lớn ăn nhiều ăn được nhiều đúng không? Anh em mệt mẹ đéo. Anh em càng tham á, cái mẹ nghĩ mình đang đỏ này, cái mẹ càng đánh càng mất đấy. Anh em này anh em đéo tham được đâu. Ít mẹ nó ăn vài tay thì mẹ thắng lớn đấy, mẹ vài nó chút ít tay mà đéo ăn được quả nào đi luôn đấy. Nên anh em ngồi biết cách dừng thì mẹ thắng được, thắng lớn thắng nhỏ anh em biết dừng là được. Anh em mà đéo đánh biết dừng à, cố đánh á, đéo bao giờ được đó đâu anh em. Nên anh em đánh phải biết cách dừng. Anh em mà thua nhiều quá anh em cũng, mình khuyên anh em cũng nghỉ đi. Mẹ thiếu chứ cơ hội đánh đâu anh em. Mẹ anh em càng cố đánh càng đánh nó mất luôn anh em ạ. Nên anh em thì mẹ thắng thua anh em về biết điểm dừng rồi anh em. Để biết điểm dừng để bao giờ được nó đâu. Đéo tin được đúng không? Từ 13 giờ đến 37 mà đéo bao giờ là quay như thế này luôn. Gọi là quá hên lắm mấy em là tôi anh em. Cái này là gọi là quá hên. Đấy. Ok. Xong mấy lượt mình phí này mình nghỉ luôn anh em nhé. Xong 15 lượt này mình nghỉ luôn anh em. Hên nhỏ hên được mãi mãi đâu anh em. Với mình từ đó là quá ok rồi anh em. Anh em mà càng tham mà càng đi đấy. Những cái này đéo tham được đâu. Mình làm được này nghĩ luôn đấy. Cái này thì quá ấm anh em ạ. Gọi là quá đỏ luôn đấy. Cái này gọi là siêu đỏ luôn anh em ạ. Như vậy đấy. Ok. Thôi nghỉ luôn anh em nhé. Miễn phí cũng được 2k2 luôn mà anh em. Thôi bye bye anh em nhé.